Công ty điện tử Anh Nguyễn, công ty Ara Anh Nguyễn xin trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay buổi chiều chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2018 27 các bạn em nhầm. Anh Nguyễn vui mừng được test 3 chiếc vang số liền. Chiếc vang nhất là Siso OS 510. Chiếc thứ hai cũng dòng họ là Siso OS 510 và chiếc vang thứ ba là chiếc vang cánh tay đắc lực của anh Nguyễn, đó là BOGX16. Thì anh Nguyễn sẽ test cho ba bác sau. Thứ nhất là bác Nguyễn Trọng Nghĩa, bác đến từ Tiền Giang. Nhà bác đánh một đôi loa RCF Bass 30 chiếc Canadian và đôi loa Bass 25 chiếc giấy và mic xua. Thì anh Nguyễn đã áp xong, đã hát. Thì cái vang số lần này anh Nguyễn sẽ thay đổi một chút này. Xuất phát từ những câu hỏi thực tế của các bác mà khi mà dùng cổng quang mà không có điều khiển thì anh Nguyễn áp cho bác, tức là ấn vào một này, ấn vào cái thì là anh Nguyễn áp bản gì vật eco, ấn cái thứ hai là hát gì vật và ấn cái thứ ba là hát eco và ấn ngõ thứ tư nhá, ngõ thứ tư này thì cái này khác là bác sẽ kết nối cổng quang, tức là M4 và M1 là giống nhau nhưng khác nhau ở điểm là M1 này em để dưới AV, là đây nhìn đây nó sách mấy cái chính, tức là M1 thì bác sẽ kết nối em đường AUX1, M1, M2, M3 thì bác kết nối cho em đường AUX1. Đấy. M3, M4 thì anh cắm cho em cổng quang.
bác cắm thành vòng quanh. Thành M4 nhá. Vòng quanh. Tức là M1, M2, M3 thì bác sẽ vẫn dùng đường AUX1. AUX1. Và M4 thì bác sẽ là dùng vòng quanh, bởi vì có thể bác dùng từ chiếc Samsung Smart hoặc thiết bị phát nhạc cắm vòng quanh vào đây. Đấy. Còn bác cắm thì em dùng lỗ mic 1 và lỗ mic 2. 1 2 em áp 1 và 2 là giống nhau, 3 4 khác nhau thì em áp lỗ 1 lỗ 2 thuận tiện. Em nói nhắc lại nhá. Tất cả vào số ISO từ bây giờ thì em sẽ áp khác này. Tức là M1, M1 thì thường là em áp bản Zivert Eco. M2 là Zivert 0. M3 là Eco. Thì ba chế độ này đều chạy cổng AV. Và M4 thì vẫn giống nhau nhưng em áp chạy cổng quang. Tức là bác cắm cổng quang vào thì anh Nguyễn mang số nó đặc biệt lắm, mỗi ngày một kiểu. Anh em mà theo vất vả lắm. Thì M4 là cổng quang. Đấy, bác chú ý nhá. Bằng tiếng mic thì em để 10 thôi, bởi vì thực ra em làm cho ba bác, bác bổ tiếng mic bé. Nhà em thực ra để 10 là vỡ loa rồi. Vỡ loa thì không biết làm sao là bé. Em nhiều lúc em đang đau đầu không biết làm sao bé. 10 này là quá lớn rồi. Tôi hết cỡ của nó là bao nhiêu này? Đây bác. Đây nhá. Nếu ấn vào là chế độ nhưng mà vặn này là eco này. Vặn này eco này. Vặn này daily này. Vẫn tăng daily nhá. Vặn là tôi nhỏ mic này. Vặn tôi nhỏ nhạc này. Rồi trong từng chế độ này. Trong chế độ thì bác vẫn có thể thay đổi eco ít hay nhiều này, daily ít hay nhiều này, mic ít hay nhiều này. Nhạc to hay bé này. Thì em để khởi động này. Em để khởi động thường là 12 thôi. Khoảng 12 thôi thì nó đã dầm cái loa. 12 thôi. Mic 10. Và chế độ eco gì vật thì nó khác nhau. Là sử dụng M1 thì em để eco 75, daily 55, mic 10, nhạc 10. Sang độ gì vật thì eco vẫn thế, daily nó cao một chút. Sang chế độ echo thì nó 80 và chế độ cổng quang thì vẫn như vẫn M1. Thì em test xong cho bác là test âm xong rất là hay. Em sẽ áp xong đủ chế độ ba con vang này và em gửi đi. Người đi xa. Thì tiếp theo chiếc băng số thứ hai này em test cho bác Nguyễn Văn Dũng. Bác đến từ Bình Dương, bác lấy một chiếc băng số X16. Thì bác Dũng này bác lại có khóa của anh là 40. Thì anh bác là hai đôi bát 40. 4 quả bằng 2 đôi. Thì bác này không hát trong nhà mà hát ngoài sân. Thì em hỏi tại sao bác thích hát ngoài sân thì bác bảo là hát ngoài sân thì bác câu gái, thế thì bác Dũng là y em hát để câu gái. Nhưng mà lưu ý cho em lúc khi nào mà vợ bác ở nhà bác đừng có hát nhé, mà vợ đi vắng bác hát. Em thế em nếu mà em mà khi mà vợ em không ở nhà em nói to lắm. Và bác ấy còn vợ ở nhà cái là bắt đầu bắt trước bắt sau mà tức là mày la mặt ném là nhìn trước sau là không nói nữa. Đấy. Nhưng không ở nhà là nhất em luôn. Và anh Nguyễn vui mừng được test cho bác thứ ba là Hà Chí Hùng. Bác đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bác lấy một chiếc vang Shiso S510. Thì chiếc vang này anh Nguyễn sẽ áp cho một đôi loa 301, nồi loa 601, thì tức là 6 bát và chiếc giấy. Cái vang số này đặc biệt là bác sẽ gửi sang Mỹ, tức là người Mỹ rất thích anh Nguyễn làm vang số thông qua kênh YouTube. Đấy. Mỹ đặc biệt rất hộ anh Nguyễn, có những bác bên Mỹ nói chuyện lại anh Nguyễn hàng tiếng đồng hồ. Một tại sao mà một căn phòng bé như thế mà toàn loa chiếc kèn dày đặc thế mà không dít mic, thì đó là nghệ thuật áp mic của anh Nguyễn và cái khả năng xử lý của vang số. Người Mỹ thì một số anh em thông tin về nói chuyện anh Nguyễn thì người Mỹ đã bắt đầu sang karaoke là được 5 năm nay. Còn trước người Mỹ đa phần là thích nhạc mạnh, rượu mạnh và nhảy. Thế từ khoảng 5 năm nay thì cái xuất phát mà cái nhu cầu ca hát ấy nó được lan rộng thì người Mỹ bắt đầu xâm nhập vào với karaoke. Thực ra karaoke của Mỹ không hay nhưng mà tiếng nhạc của họ rất là mạnh. Đấy, thì qua các kênh nghiên cứu người Việt phục vụ người Việt thôi hoặc là người phục vụ người Mỹ thì thấy Việt Nam có khả năng làm rất tốt về karaoke. Việt Nam thì có những cái tài riêng đặc biệt, một là về karaoke, hai là về lái xe, đường nào cũng đi được. Đấy, cả cả đường không có vạch vẫn đi bình thường, khó mấy cũng đi được. Đấy, Việt Nam giỏi như thế, lái xe cũng quá giỏi, người nước ngoài còn hãi khả năng lái xe Việt Nam. Thì Việt Nam mình thì nó có những cái đặc biệt riêng và thế giới phải công nhận. Thế đây là những chiếc vang anh Nguyễn đã gửi trong Việt và cũng như nước ngoài. Anh Nguyễn cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ anh Nguyễn rất nhiều. Chúc đại gia đình dân tộc Việt Nam ta luôn phát triển bền vững.